Quý vị nào mà có Facebook thì quý vị có thể vào trong trang cá nhân Facebook chính của Bảo Lê, bây giờ là Nam Vương Bảo Lê, hay là quý vị bấm nguyên cái website của nó là facebook.com/Nam Vương Bảo Lê. Facebook cũ Bảo Lê Music tạm thời đã thay thế với cái Facebook mới của Bảo Lê, trang chính cá nhân là Nam Vương Bảo Lê. Quý vị có thể xem ở trên hệ thống của Facebook này, hay là quý vị cũng có thể kết bạn chung với Bảo Lê luôn cũng được, tại vì đây là một personal Facebook mới của Bảo Lê cho nên mới quá, có nhiều khả năng quý vị có thể kết bạn chung với Bảo Lê luôn nha. Và quý vị nào mà muốn xem trên YouTube thì cũng rất là tiện lợi, quý vị chỉ cần bấm vào là Global More TV, quý vị có thể bấm liền một chữ Global More TV hoặc là bấm rời ra Global More rồi TV là quý vị sẽ thấy hiện ra cái khung hình nó ghi chữ Live Now đó, quý vị bấm vào trong đó quý vị xem y chang một cái đài TV bình thường, rất là tiện lợi. Dù cái internet quý vị có hơi chậm đi chút xíu đi chăng nữa, quý vị vẫn có thể xem dễ dàng khắp nơi trên thế giới, cho quý vị xem được mua những cái mặt hàng giá rẻ. Khi quý vị thích những cái mặt hàng nào thì quý vị có thể gọi vào ngay ở 4 số phone có trên màn hình 1-800-756-199, 1-800-880-4599, 1-800-990-3299 và 1-800-557-6199 để quý vị có thể mua hàng với giá rẻ ngay lập tức. Và ở những nơi xa ngoài nước Mỹ, Canada và Mexico thì quý vị có thể gọi qua ở số phone Viber miễn phí là 1-714-398-3943, 1-714-398-3943 và chúng tôi nhận gửi hàng đi khắp thế giới.